tuổi giáp dần, sinh năm 1974, bước sang tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023, gặp hung hay cắt, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được khó khăn để vượt qua, và đón nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Vâng, quý vị thân mến, bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão 2023, thì ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, không cần phải thăng hoa rực rỡ, nhưng ít nhất cũng cần một chút vận may, để có niềm tin, vượt qua khó khăn, và vươn lên trong cuộc sống. Và tuổi giáp dần, sinh năm 1974, được các nhà tử vi học, nhà chiêm tinh học dự báo, bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão, có vận trình thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn, nhận lộc trời ban, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu sang trọng nóc. Tử vi tuổi giáp dần, sinh năm 1974, tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023. Người tuổi giáp dần, sinh năm 1974, là tuổi con hổ, thuộc mệnh thủy, đại khê thủy, nghĩa là nước khe lớn. Bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão 2023, tuổi giáp dần trở nên dịu dàng, thấu tình đạt lý, nên được mọi người tin tưởng, làm việc có quý nhân che chở, và giúp đỡ, nên rất thuận lợi, tuổi giáp dần là những người cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì trong công việc, không có bất kỳ khó khăn nào khuất phục được họ số của tuổi giáp dần, rất hợp vào, giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Làm ăn, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được xuân sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cắt, đại lợi. Tổng quan tử vi tuổi giáp dần, sinh năm 1974. Cuộc đời tuổi giáp dần, thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, mỗi khi khó khăn, hoạn nạn tuổi thơ dù không được sung sướng đầy đủ như bao đứa trẻ khác nhưng cũng không phải chịu khó khăn vất vả nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp tuổi giáp dần có mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu quý kính nể họ có thể dễ dàng đạt được thành công mà không phải trải qua những gian nan thử thách tuổi giáp dần dễ nổi nóng và khó kiềm chế được cảm xúc suy nghĩ hành động của mình bởi vậy trong gia đình đôi lúc diễn ra mâu thuẫn với anh chị em họ hàng tuy nhiên họ là những người thẳng thắn bộc trực có sao nói vậy không biết nịnh bợ lấy lòng mọi người từ khi còn nhỏ bản mệnh tuổi giáp dần đã ham học hỏi thông minh sắc sảo cuộc sống khốn khó nên họ sớm ý thức được tầm quan trọng của tiền bạc vật chất càng trưởng thành ý chí quyết tâm xây dựng sự nghiệp càng lớn giáp dần là người đạo đức và ngay thẳng họ sống theo những nguyên tắc của riêng mình và sẽ làm những việc tốt có ích cho xã hội họ có kỹ năng tổ chức tốt và thể hiện sự tự tin cao trong công việc năng lượng mộc kép dần cũng thuộc hành mộc khiến giáp dần điềm đạm và nồng hậu hơn so với các tuổi dần còn lại giáp dần dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ trước khi hành động vì vậy ít rơi vào xung đột họ cũng có cách giải quyết thực tiễn cho bất cứ khó khăn nào khá dân chủ trong cách nhìn và không cố gắng giành vị trí chỉ huy giáp dần hiểu và đánh giá cao tầm quan trọng của sự hợp tác với những người khác để có thể tiến nhanh hơn họ thu hút được rất nhiều người ủng hộ và có khả năng hòa nhập với người thuộc mọi tầng lớp xã hội tuổi giáp dần đa tài nhưng cũng thường có tật dễ lụi đào hoa ảnh hưởng tới công việc và sức khỏe cần đề phòng cao bệnh về mắt thị lực kém cận thị đau đầu mất ngủ về đêm do hoạt động trí não căng thẳng với cường độ cao tần suất liên tục dù là dễ bị hiểu lầm nhưng đối với họ người khác đánh giá sao cũng không quan trọng lắm vì họ luôn mong muốn điều tốt đẹp sẽ đến với những người xung quanh họ có nhân sinh quan tiến thủ tích cực phấn đấu vì công danh tiền tài và mong muốn đóng góp cho cộng đồng từ vi tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023, tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, đầu năm mới được coi là con giáp may mắn nhất khi mà ngũ hành từ đầu tháng đến cuối tháng đều tương sinh hoặc sinh vượng với nguyệt lệnh. Giáp Dần đầu tháng có thực thần gặp thuận lợi, mang tới sự sung túc về tài chính, cuối tháng thiên ấn lâm vượng nên làm gì cũng thuận, ngoài ra, bạn cũng là con giáp có khá nhiều quý nhân phù trợ, bạn được xếp hạng số 1 về sự may mắn trong tháng đầu năm này. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023 tuổi giáp dần, sinh năm 1974, về mặt phong thủy. Hướng may mắn nhất trong tháng này sẽ là hướng Bắc, Đông Bắc. Và hướng đông hướng xấu nằm ở vị trí trung tâm căn nhà, bạn cần giữ cho vị trí giữa nhà, yên tĩnh, sạch sẽ, hứa hẹn sẽ mang lại sự giàu có. Và may mắn là hướng Bắc, còn hướng đông sẽ đem lại sự hạnh phúc trong tình yêu. Hướng xấu sẽ nằm ở hướng Đông Nam Tây Nam và hướng Tây. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, trong tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp Tử vi tuổi giáp dần, sinh năm 1974, tháng đầu tiên của năm quý mão, sự nghiệp được cải thiện đáng kể, thực thần trong tứ trụ luận mệnh, được coi là vị thần đại diện cho sự no đủ, nó khiến tuổi giáp dần trở nên dịu dàng, thấu tình đạt lý, nên được mọi người tin tưởng, làm việc có quý nhân che chở, và giúp đỡ, nên rất thuận lợi. Về mặt lý luận vận mạng, thực thần có chức năng giúp mệnh chủ hoàn toàn thể hiện được năng lực mạnh của mình, ra ngoài vào khoảng thời gian cuối tháng, thiên ấn gặp vượng, nên năng lực làm việc được đảm bảo, thiên ấn đại diện cho khả năng học vấn, và tư duy, lĩnh ngộ mạnh mẽ. Người tuổi giáp dần, sinh năm 1974 sẽ có được khả năng làm việc linh hoạt, và giỏi giang, bạn dễ dàng tìm ra lối thoát, hoặc cách giải quyết cho các vấn đề khó. Tư chất, trí tuệ, nhiều tài lẻ, nhiều mánh khóe, nên vận sự nghiệp của người tuổi giáp dần 1974, luôn được giải quyết trôi chảy những người có căn nhà quay mặt về hướng đông, sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, nhất bạch tham lang, ngự hướng đông, kết hợp với ngôi sao sáng tạo tứ lục, mang lại nhiều ý tưởng và cảm hứng làm việc cho mệnh chủ. Về mặt tài vận Bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão, thực thần chiếu mệnh, giúp cho mặt tài lộc có nhiều khởi sắc, đem tới tính cách, kỳ vọng và khát khao mạnh mẽ. Bạn thấy, cạnh tranh với người khác, thử thách trong kinh tế, càng khiến tinh thần người tuổi giáp dần, sinh năm 1974, thêm sụp sôi điều này khiến bạn không bị đồng nhất hoặc bị tính tham lam che chở tầm nhìn trí tuệ ưu việt sẽ giúp bạn khéo léo hơn khi tìm kiếm đối tác làm ăn trong tháng giáp dần có khá nhiều cơ hội để hợp tác kinh doanh buôn bán đầu tư bạn cũng nên mạnh dạn hơn trong việc tiến hành dự định của bản thân vì hứa hẹn kết quả sẽ được như ý nếu cần bạn hãy chủ động vay vốn để tiến hành đầu tư kinh doanh hay mở rộng quy mô sản xuất thì sẽ gặt hái được kết quả vô cùng bất ngờ Tử vi tuổi giáp dần, sinh năm 1974, tháng 1 âm lịch 2023, vận tài lộc trong tháng này của người tuổi giáp dần, được che chở, nên khá thuận lợi, năng lực kiếm tiền của bạn cũng được đảm bảo, nhờ trí thông minh xuất thần, không có con số, hay sổ sách nào có thể làm khó bạn. Đặc biệt, với sự lém lỉnh của mình, bạn luôn có cơ hội kiếm tiền bằng nghề phụ, từ đó vận tiền bạc có thêm nhiều nguồn thu bất ngờ. Với những người đang sống ở căn nhà quay mặt hướng nam, hoặc phòng ngủ ở hướng này, thì bạn cần tránh đi chơi khuya, hay đến những nơi xa lạ, ngôi sao thất xích phá quân, ngự tại đây, cũng mang tới sự phản bội trong công việc và tài chính. Bạn hãy giữ cho khu vực hướng nam của căn nhà thật yên tĩnh và sạch sẽ nhé. Về mặt tình cảm Bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão, về phương diện tình cảm của người tuổi giáp dần, sinh năm 1974, lại khá truyền thống về mặt cảm xúc. Người có thực thần chiếu mệnh sống thiên về các giá trị văn hóa cũ, bạn coi trọng đạo đức vào lối sống, có nề nếp, bạn luôn mong chờ một đoạn tình cảm đi từ tình bạn lên hoặc một mối quan hệ gần gũi ngay xung quanh mình. Từ vi tháng 1 âm lịch 2023 về cuối tháng có thiên ấn đại diện cho tinh thần hoạt bát, giàu sức sống, người tuổi giáp dần 1974 còn độc thân sẽ thu hút mọi người bởi tài ăn nói và sự khéo léo trong giao tiếp, bạn thông minh giúp hòa giải mâu thuẫn của mọi người, trong nhà luôn có được yên ấm. Về mặt sức khỏe. Đầu năm quý mão, sức khỏe của người tuổi giáp dần, sinh năm 1974, sẽ cẩn thuận theo sự thay đổi của tiết khí. Lúc này, không gian đã chuyển sang đầu xuân mới, bạn nên duy trì giấc ngủ ngon mỗi ngày, và luôn đảm bảo căn phòng của mình thông thoáng, có gió, bởi đầu xuân chúng ta sẽ luôn có cảm giác buồn ngủ, tâm tư nặng nề, và cảm giác thiếu sức lực đây chủ yếu chính là do thời tiết chuyển sang đầu xuân không khí ban ngày ban đêm thay đổi lớn người tuổi giáp dần nên ngủ sớm dậy sớm thường xuyên co giãn gân cốt đi bộ và đảm bảo mình luôn được hít thở bầu không khí trong lành trong tháng một âm lịch này những người có phòng ngủ hay nhà ở quay mặt về hướng đông nam thì cần phải thận trọng về sức khỏe vì ngôi sao bệnh tật đã hạ cánh ở đây khi nó kết hợp với ngôi sao ngũ hoàng của năm gây ra sự tương xung bất lợi đặc biệt tháng này cũng không nên đi du lịch hay là làm những việc gì quan trọng vào thời điểm này Tiếp theo là luận giải vô cùng quan trọng cho tuổi giáp dần, sinh năm 1974, khi bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão. Gồm hai phần, phần thứ nhất đối với nam mệnh, phần thứ hai đối với nữ mệnh tuổi giáp dần. Phần thứ nhất, đối với nam mệnh tuổi giáp dần, sinh năm 1974. Trong năm quý mão 2023, tuổi giáp dần, nam mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn toán tận. Hạn toán tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, tán lộc. Theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau, hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích kẻ xấu hãm hại, cũng có thể bị cảm mạo, trúng gió. Căn cứ vào tính chất của hạn này, ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn, thiệt hại nặng nề về tài sản, tiền bạc, sức khỏe, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Tuổi giáp dần, nam mạng trong năm này cần chú ý 5 điều sau đây cần kiêng cữ để vượt qua hạn toán tận. Thứ nhất, tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc của cải khi đi đường, dù cho là đi làm ăn, đi chơi, đi du lịch hay bất cứ đâu. Thứ hai, trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản, tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn. Thứ ba, luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ. Không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư, không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận ngoài những cách giải hạn toán tận kể trên những người gặp hạn này nên tu nhân tích đức trau dồi đạo đức phẩm hạnh làm nhiều việc thiện siêng năng chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên đi đền chùa lễ thần phật cầu bình an khỏe mạnh vì trong cuộc sống sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng mạnh mẽ những việc trên sẽ được tổ tiên thần phật chứng giám che chở độ trì bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn đây cũng là cách giải hạn toán tận rất được chú trọng phần thứ hai đối với nữ mệnh tuổi giáp dần, sinh năm 1974. Trong năm quý mão 2023, tuổi giáp dần, nữ mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn huỳnh tiền và sao thổ tú chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn huỳnh tiền đối với tuổi giáp dần, nữ mạng. Nhắc đến hạn huỳnh tiền, sách thời xưa có câu cửa miệng. Huỳnh tiền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Người gặp hạn huỳnh tiền có thể bị mắc chứng bệnh đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xây sầm, đau người, sức khỏe suy giảm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Về làm ăn, nếu kinh doanh buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nhìn chung tất cả công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước thì bản mệnh không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Về cuộc sống, nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì hoặc cho ai đó, dễ mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi. Hạn huỳnh tiền, đồng nghĩa với suối vàng, âm phủ, cõi chết, nên cần hết sức giữ gìn phòng tránh tai nạn đột ngột hoặc bệnh tật hiểm nghèo. Có bốn điều cần biết để vượt qua hạn huỳnh tiền đối với tuổi giáp dần, nữ mạng. Vốn huỳnh tiền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe của mình. Thứ nhất, về sức khỏe, bản mệnh gặp hạn này nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe của bản thân. Song đó cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Thứ hai, công việc làm ăn, người gặp hạn huỳnh tiền cần tránh làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra, làm nguy hại đến tính mạng. Thứ ba, đặc biệt trong cuộc sống, người gặp hạn huỳnh tiền không nên bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mắt tiền của, nặng thì sức khỏe bị nguy hiểm. Thứ tư, nguyên tắc chung của việc giảm thiểu nguy cơ, tăng cường may mắn và sức khỏe đó là tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên để bồi đắp nền tảng, gốc rễ của phúc đức, vận may cho mình. Tuổi giáp dần, nữ mạng, trong năm 2023, bị sao thổ tú chiếu mạng. Sao thổ tú còn được gọi là ách tinh, chủ về điểm xấu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, đi lại kém may mắn, có tai họa, không an yên, hay ngủ mê, và không nên đi làm ăn xa sao thổ tú chiếu mệnh dù không phải là hung tinh mạnh nhất nhưng mang nhiều điều xấu nên gia chủ cần để ý những việc trong gia đình, tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có. Tuy nhiên, sau này thì không đáng lo ngại lắm, trong lòng hay mang nỗi buồn man mác, tâm lý không vững vàng, hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn, song cũng không gặp tai họa gì lớn. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Thổ Tú là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cũng giải hạn sao Thổ Tú thích hợp nhất là vào lúc sao chiếu sáng tròn nhất hay còn gọi là lúc sao đăng viên. Ngày sao Thổ Tú đăng viên vào lúc 15 giờ đến 17 giờ, ngày 19 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là 19 tháng 1 âm lịch vì đó là ngày sao sáng nhất. Hướng về chính tây để làm lễ giải sao Vâng, kính thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo